Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2017 và chỉ còn 2 hôm nữa là đến Giáng sinh Noel năm 2017. Đồ gỗ Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc sập ba thành đục tích gỗ đồ bằng gỗ gụ mật, chất gụ đá rất chi là đanh và nặng, và chiếc sập ba thành có kích thước 1m8 x 2m2. Chiếc sập này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng, đó là chú ở Thái Bình. Chú đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và ngoài chiếc sập ba thành ra thì chú vẫn còn rất nhiều các sản phẩm, ví dụ như bộ bàn ghế ăn này, bộ trường kỷ Huế Ngũ Lân này, và sập cẩm lai này, và sập gụ này, và chanh này, và còn rất nhiều các mặt hàng khác, và còn một bộ bàn ghế phòng khách nữa. Thì hiện tại chúng tôi là chưa trưng bày được ở đây bởi vì là cái không gian là chúng tôi là đang rất chật này. Ta sẽ cùng xem tổng thể cái lô hàng của chú đã đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây là chiếc sập ba thành bằng gỗ vụ mật và cục tích gỗ đồ rất chi là đẹp. Hàng cửa của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là làm rất chi là kỹ lưỡng và dày dặn, rất chi là nặng. Chiếc sập này trông cái này thôi nó cực kỳ là nặng, đục ba mặt rất đẹp. Đấy, chiếc sập ba thành này luôn là làm theo cái lối mẫu của Huế, mẫu Huế nó rất chi là đẹp, nó vừa là mang cái tính mang phong cách cổ điển và hiện đại kết hợp với phong cách hiện đại, nó rất chi là đẹp, nó tôn vinh lên được cái sản phẩm này. Khi nếu mà kê vào trong gia đình nó là tuyệt vời luôn. Và đây chúng tôi đang kê ở ngoài, ở phía ngoài rất đẹp chiếc sập ba thành này. Ngoài chiếc sập này ra, chú còn đặt của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rất nhiều các sản phẩm, ví dụ bộ bàn ghế ăn các kiểu, các mẫu mã được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là làm. Và ngoài ra còn một cái không gian phòng thờ được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thiết kế gia đình nhà chú, và nó là tuyệt đẹp luôn. Chiếc sập ba thành kích thước 1m8 x 2m2, hàng thửa luôn. Và quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các cái sập ba thành hàng đẳng cấp và tương tự như này, có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi để được sở hữu. Và đây là phía hậu này thì mình để vào tường, xe chúng tôi là không đục chạm, nó rất đẹp và nó là tuyệt vời luôn. Khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại đây. Số điện thoại của Thành Luân chúng tôi là số 0967110389 hoặc 0972770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để đặt hàng. Tôi là cơ sở 1 ở gần cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thuộc vào địa phận thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và ngoài hai cơ sở của chúng tôi, cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71-73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngoài hai cơ sở ra, Thành Luân chúng tôi còn các xưởng sản xuất nằm trong các khu vực làng nghề. Đấy, ví dụ như cái xưởng chính hoàn thiện của chúng tôi nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thành Luân rất chi là vinh dự được chú khách hàng đã tin tưởng đặt rất nhiều hàng. Thành Luân là trân trọng cảm ơn chú và gia đình, và luôn luôn kính chúc chú và gia đình nói riêng và toàn thể quý khách hàng gần xa nói chung có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Và hy vọng những cái sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao này khi được kê vào trong gia đình thì nó sẽ mang lại nhiều tài lộc và thịnh vượng cho gia đình nhà chú. Rất đẹp. Đây, bộ bàn ghế ăn bộ Louis hoa lan tây thờ Pháp, chiếc sập cẩm lai mặt cột lá, và bức tranh và bộ trường kỷ Huế Ngũ Lân cộng mới như này cả, rất nhiều các sản phẩm khác mà chúng tôi vẫn đang để ở trong nhà kia, sập gụ các kiểu. Thành Luân xin chào các bạn khách trong những video clip sau.